Mẹo chọn mua iPhone cũ chất lượng tốt Cách chọn mua iPhone cũ, các dòng iPhone từ 4, 4S, 5, 5S, 6 tuy đã qua sử dụng nhưng vẫn còn sức hút cực lớn. Bạn đã có kinh nghiệm chọn mua iPhone cũ hay chưa? Hãy đọc qua bài chia sẻ của mẹo vặt hay để tránh bị hớ khi mua iPhone cũ nhé! Cách kiểm tra chọn mua iPhone cũ Kiểm tra hình thức của iPhone cũ với bất kỳ một điện thoại nào cũng vậy, nếu bạn mua đồ cũ thì nên chú ý xem hình thức máy như thế nào, có bị va đập, vỡ nứt gì không. Nên máy rất chắc chắn và khít, vì vậy mà bạn cần để ý cả ốc vít xem có khít hay không, màn hình có bị cong lệch gì đó hay không. Mẹo kiểm tra iPhone cũ, yêu cầu reset máy và khôi phục tình trạng ban đầu để tiến hành kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy. Bạn cũng đừng quên test camera, phần SMS cũng như là phần nghe gọi. Dù là máy cũ thì phụ kiện cũng đi kèm như iPhone, thường rất đầy đủ bao gồm cục sạc dây cáp nối, tai nghe. Bạn nên kiểm tra kỹ nhất là phần dây tai nghe vì đây chính là phụ kiện dễ bị hỏng nhất. Cách chọn mua iPhone cũ với iTunes Đối với mua máy cũ hay là máy mới, bạn cũng nên check thử kết nối của máy với iTunes. Vì không phải lúc nào máy mà thương gia đưa cho bạn cũng là chính hãng và đúng như cam kết mà họ hứa hẹn với bạn. Khi mà hàng nhái, hàng dựng thì quá nhiều. Bước kiểm tra quan trọng nhất là khi quyết định mau máy là bạn phải kiểm tra tình trạng bảo hành của máy. Mẹo chọn mua iPhone cũ dùng tài khoản iCloud. Trước khi mua iPhone phải biết nó chính chủ hay không, thì iCloud là cái dễ phân biệt nhất. Ngoài ra iCloud rất quan trọng vì mất tài khoản iCloud có thể biến chiếc iPhone 5S trở thành một cục gạch không thể sử dụng được. Mẹo kiểm tra pin của iPhone cũ. iPhone cũ khá khó, phải dùng mới đánh ra được. Bạn hãy thử chơi game, lên mạng, nghịch một tí xem độ giảm pin của máy thế nào. Ý mình là khi bạn thấy dùng mới có 10 phút mà giảm 15% hoặc cao hơn thì cần xem lại nếu quả pin yếu tầm 10 đến 15% không sập nguồn chắc luôn. Các kiểm tra phím vật lý iPhone cũ, iPhone có phím vật lý cơ bản là nút home, nút nguồn, nút tăng giảm lượng và phím tắt âm. Thường thì nút home hoặc là nút nguồn dễ bị hỏng hóc và bị lỗ nhất trong quá trình sử dụng của máy nên phải thường xuyên thao tác sử dụng. Bạn cần kiểm tra độ nảy của nút home và nút nguồn, nếu cảm giác bấm khó và gượng tay, tạo ra tiếng kêu cách nhẹ, tạo ra tiếng kêu nhẹ thì chứng tỏ các phím ấy đã từng được sử dụng quá nhiều. Mẹo kiểm tra hệ điều hành của iPhone cũ. Các thế hệ iPhone đều có sự tương thức với iOS tốt. Các thế hệ iPhone đều có sự tương thích với iOS tốt nhất. Các thế hệ iPhone đều có sự tương thích với iOS tốt nhất, không phải cứ update lên OS mới nhất là tốt. Các thế hệ iPhone đều có một sự tương thích với iOS tốt nhất, không phải cứ update lên OS mới nhất là tốt. Với các dòng iPhone có cấu hình thấp như là 4 hoặc là 4S đã nâng cấp lên iOS 7 thì chạy cực chậm. Bạn nên lưu ý mẹo chọn iPhone này. Mẹ chọn mua iPhone cũ an à toàn nhất. Nếu bạn không phải là một người an tường về iPhone cũ, hãy đến một cửa hàng gần nhất nhờ họ tư vấn hoặc là định giá. Nếu chiếc iPhone cũ này được định giá tốt nhất, tức là chất lượng vẫn đảm bảo.